Vâng, hiện tại anh em đang xem livestream tại kênh YouTube Đồng Đội Xanh. Anh em đăng ký kênh để nhận được những video livestream mới nhất. Anh em like và chia sẻ. Cảm ơn anh em. Đồ màu, đồ sắc mình luôn đồ quý vị. Sao lấy lại nè, lấy lại xem anh em. Anh em xem like cho mình nút like và chia sẻ nha anh em. Mày là phu được là không được rồi anh em. Để gì thành anh em, chỉ cần lấy màu vàng lấy lại là anh em. Đây là mấy chủ tung sơn nha anh em. Anh em nhanh tay nhanh chân tải game nha quý vị. Thank you.
anh Du Quang hiện tại rất là căng thẳng nha quý vị. Đội hình thay này đồ sắt tầm về cổng đi, về cổng đi. Ok, đồ sắt chặn cổng đồ kia. Ok. Quang giờ quá là căng thẳng nha anh em. Đâu ta? Anh ra cổng chưa? Em đầu cổng này không thấy ai. Hiện tại là Lâm Du Quang quá là căng thẳng luôn anh em. Đây là nội sát ở đây hả? Tại bữa nãy giờ mình chơi thì lên cấp 60 thôi nè, cấp 61 thôi nè, có hơn cấp của top lại lên bao nhiêu rồi. Số 5 là đẹp được má, hãy cày nhanh ghê ta, cày như tốt thiệt, cày nhanh như tốt của các khác quý vị.
sót top đi. Chào anh Văn Ly nha. Ở đây muốn lại dùng bãi không? Chào chào Đào Thi nha. Anh em cứ dẫn hoài mình mình lấy dạo mà anh em, lấy dạo cho anh em cho vui mà, mình đâu có đắc tội gì các anh em đâu. Anh em xem lại thấy nhạc và mic cẩu không anh em? Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, alo anh em nghe nha, ổn chưa anh em? Đi đâu rồi? Làm gì đứng nó vậy? Em đang ngồi lên livestream á anh em, đang đổ xác tại Lâm Du Quang anh. Chào anh gà Tấn nha. Mic ok anh à, mic ok em à, giờ nhạc nghe ổn mà, đi được shop nhiều tí mới tăng lượt xem được. À, ok anh Văn Ly, hiện tại là em đang like đó, like xem anh em nó đi đồ sát rồi anh. Alo anh. Alo. Đâu rồi ta? Tóc Lâm Đình Quang đó cho nào. Gì đây? Đi tìm thôi anh em. Đi cô ơi, anh em đang lũ sắc ở chỗ nào anh em? Quang à, tràn rất là đông luôn nhau quý vị. Chú Dũng đang chơi nữa đâu.
karaoke đi, đổi sắc phong cảnh. Vâng, hiện tại anh em đang xem live trực tiếp tại máy chủ Tùng Sơn nha anh em, của Gia Lâm Huyền Thoại nha anh em. Những anh em nào chưa tải game thì nhanh chân tải game nha quý vị. Huyền Thoại Gia Lâm .net. Anh em nào không biết tải game thì có thể liên hệ Fanpage nha anh em. Phiên bản Sơn Hà sẽ tắt anh em. Lúc đầu thì sử dụng đồ xanh, về sau sẽ sử dụng đồ tím nha anh em. Hiện tại là mấy chủ server là quá mượt luôn nè, mượt hơn Ngọc Trinh, mượt như Ngọc Trinh nha anh em. Server chống nói chung là chống các kiểu lag nha anh em. Server máy chủ ổn định, mở lâu dài nên anh em yên tâm mà nhanh chân tải game quý vị. Một PC anh em chơi được 4 ạc, một đường truyền mạng anh em chơi được 8 ạc nha anh em. 4 ạc anh em đi hoạt động, kéo xe thì chỉ được 4 ạc. Anh em đi hoạt động 4 ạc. Vào máy bài VIP mà coi. Chào anh Kiều Diễm nha. Ok anh, chào anh Kiều Diễm. Để em vào máy bài VIP anh. Mới đi ngang bài VIP dưới này còn thấy anh. Xem like cho mình một nút like và một chia sẻ nha anh em. Đây đứng lại là đây này bài viết quý vị. Đây thì đậu màu lên em, đem đậu màu xanh lên em, không đập một chết anh em. Trang Lâm Du Quang rất là căng thẳng nha quý vị, rất là căng thẳng. Để hút đi thuốc đã anh em, hút đi thuốc cho đỡ sợ đã anh em. Lượt cả áo VIP luôn anh em, được mà ngon.
sư ở đâu anh em? Hỗ trợ tăng thủ đổ màu đó. Mình đi ở chỗ khác anh em, chắc anh em nó đi ở phía khác nó đuổi sát rồi anh em. Đây đây đây, mày vàng mày vàng, đổ 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 mày vàng đây anh em. Đó, đây là một đội hình đây đang đuổi sát đây nè quý vị. Bãi này đúng là bãi ngon là Lâm Du Quang luôn anh em. Xem live stream tại kênh YouTube Rồng Đỏ Xanh. Anh em đăng ký kênh để nhận được những video live stream mới nhất. Anh em like và chia sẻ. Cảm ơn anh em. Tình hình ở Lâm Du Quang rất là căng thẳng nha anh em. Lâm Du Quang tình hình rất là căng thẳng nha quý vị. Quý vị đổ sát nhầm kìa, ấy cùng phe kìa. Vâng, hiện tại anh em đang xem live trực tiếp tại máy chủ Tùng Sơn. Những anh em nào chưa tải game thì nhanh tay nhanh chân tải game nha quý vị.
thoại Võ Lâm Connect. Những anh em nào không biết tải game thì có thể liên hệ fanpage để được hỗ trợ tải game nha anh em. Vâng, hiện tại là tình hình ở Lâm Chi Quang rất là căng thẳng, đội hình này đang đổ sát quý vị, đang chặt cái đầu lên. Em xem like cho mình một nút like và một chia sẻ anh em. Ê, đổ màu rồi. Ê, nhầm người đâu. Hiện tại là cái đội hình này đã đổ sang màu xanh rồi quý vị, đã đổ lại màu vàng rồi anh em. Đù, chết anh em. Chim đi. Đâu mình lặn lại cho anh em xem anh em đồ sáng quý vị. Đang bị đổ sắt, thật là nhanh tay đổ màu nha quý vị.
livestream à? Dạ anh. Vâng, hiện tại anh em đã xem live trực tiếp tại máy chủ Tung Sơn nha anh em. Chứ anh em nào chưa tải game thì nhanh tay nhanh chân tải game nha quý vị. Server mở bình anh em, mở bình gần 4 tiếng đồng hồ nha anh em. Xem rồi anh em, cắt tiền chứ đủ tiền nhiều anh em. Sơn Hà sẽ tắt nha anh em. Lúc đầu sử dụng đồ xanh anh em, vì sau sẽ sử dụng đồ tím nha anh em. Hiện tại server người tiền vàng là cực hiếm nha anh em. Tiền vàng có giá trị trong server nha anh em. Hiện tại anh em đang xem là phiên bản đầu công anh em. Đường môn phương pháp. Còn hiện tại là một đội hình đang đổ sát lẩu màu liên tục, đang đổ sát với đối phương quý vị. Mà hiện tại đối phương thì cũng đổ màu liên tục nha quý vị. Coi tốc mẫu nó như rồi. Dạ anh, đây đây anh. Vâng, hiện tại là tốc mẫu là cấp 65 nha anh em. Server mới mở cách đây gần 4 tiếng đồng hồ nha anh em. Khi anh em mới tạo game vào chơi thì anh em nhận được hỗ trợ là cấp 60 nha anh em, 60 cả lên nha anh em. Tại server đang có đủ tốt đây nè, 3 ngày đủ tốt. Cuối ngày 27 tới ngày 28 kết thúc đủ tốt nha nè. Ok em, dạ ok anh luôn. Dám nó đứng gần anh em, mình đứng xa mình xem chứ anh em nó đủ sát mình nè. Hiện tại là Lâm Duy Quang đang căng thẳng quý vị. Đó, đó anh em đậu màu rồi đó. Ngày mai khoảng mấy giờ em live tiếp vậy? Dạ anh cứ nhắn theo dõi vào cái trang rồng đỏ xanh của em đi, chung em vừa nào em cũng like anh à. Còn không thì anh cho em xin số điện thoại đi, khi nào em like em sẽ gọi cho anh nha.
anh em xem like thì cho mình một like và một chia sẻ anh em, để nhiều người biết đến Võ Lâm Huyền Thoại hơn anh em. Tại mấy chủ Tung Sơn. Để anh bấm vào nút theo dõi luôn. Ok anh, cảm ơn anh. Má đủ sắc nữa rồi anh em. Mình lại bị đủ sắc nữa rồi anh em. Có thông báo sẽ thấy. Đúng rồi anh, anh theo dõi là sẽ em live stream nó là nó hiện lên anh. Sơn server Tung Sơn tại Lâm Du Quang đang nhiệt nha anh em. Đó, đủ sáng biết luôn. Làm ly cà phê với máy điếu thuốc giấy chắc canh ạc đấy, sáng quá. Đúng rồi anh. Đến đây mà em sẽ ngừng like rồi anh em. Chúc anh em có một buổi tối chơi game thật là vui vẻ tại mấy chủ Tung Sơn nha anh em. Những anh em nào chưa theo dõi trang của em thì anh em theo dõi trang của em giùm em để nhận những video livestream mới nhất nha anh em. Và em có like trên YouTube này anh em, cái kênh là Rồng Đỏ Xanh. Anh em vào cho em một like và một chia sẻ nha anh em. Một like và một đăng ký chứ anh em. Chào anh em. Chúc anh em có một buổi tối chơi game thật là vui vẻ tại mấy chủ Tung Sơn nha anh em. Bye bye anh em. Vâng. Hiện tại anh em đang xem livestream tại kênh YouTube Rồng Đỏ Xanh. Anh em đăng ký kênh để nhận được những video livestream mới nhất. Anh em like và chia sẻ. Cảm ơn anh em.